See, Kapalbhati, because it is fast practice, like only exhale. Cái thở lửa á, Kapalbhati á, cái thở lửa bụng ấy ạ. Yes, but if you have a heart problem, high blood pressure, you have to not practice because it Tức là is nếu only. mà chúng ta có bệnh tim, chúng ta bị huyết áp cao thì chúng ta không tập cái thở này. Okay. And how you do meditation? You sit that posture, sit straight, and just only exhale, exhale, no inhale, automatically come inhale. Ta ngồi trong như tư thế chúng ta ngồi thiền và chỉ có thở ra, tập trung vào việc thở ra, nỗ lực thở ra. So you can start like 20 times fast, like 20 times one round, then you relax. Thầy nói là cứ ba cái một xong rồi lại nghỉ thôi, lúc đầu mới tập. Then when you feel better, then second round 20 times, then again. Sau So đấy like lại this, bắt cái thở xong lại nghỉ xong rồi. we do 3 times minimum. Yeah. Three times is mean nine times. Three No, 3 times minimum. of three. Tức là 3 round. yeah, ba vòng. Thầy nói là 10 cái thở ra, xong rồi nghỉ một lúc, thở đều, thở vào thở ra đều, xong rồi làm tiếp 20 cái, làm tiếp 20 cái là 30 cái. Sau đó thì tập quen thì tăng dần là 3 lần 30 cái, rồi 3 lần 50 cái, Là mỗi 3 lần mỗi lần mỗi lần 100 cái. mỗi mỗi lần là ba vòng, và vòng đấy mình tăng số vòng ra, tăng số lần trong vòng lên. Và mỗi cái vòng đó thì nghỉ thở đều khoảng 5 nhịp, xong rồi lại làm tiếp 20 lần. Okay. So we start with 20, but again we can go more, but later. Okay, if you feel better, okay, you can do more. So then you can practice 30 times, 40 times, 60 times. You can go 100, 120, but don't do fast try. Like you have to not pressure to your body. Okay. 30, 40, 50, 60 cho đến 100, 102 còn đấy, nhưng mà đừng có ép mình. And don't change immediately. Not one day 30, one day 40. Not like this. You give some time, like practice 5 days, 7 days, then you change or go like this way. Tức là thầy nói là hãy tập đều chứ đừng có một ngày thì quá nhiều, một ngày thì quá ít ha, và tăng dần lên. See, all the practice we are discussing here. Okay, if you practice, then we can know, right? Yes, and then when you practice, you are doing properly or not any mistake. So when we check, then we can know. So here, like we are discussing only how the food is very good, but our stomach not fill up. Tức When là do thầy we? nói, tức là khi mà chúng Yeah. ta thực hành đều đặn, chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ biết là cái sự diễn, cái sự thay đổi nó diễn ra là đúng hay không đúng đấy. Yes. And when slowly, slowly, when we practice, we can combine together many things. So easy, like you Và can get. sau một thời gian thì chúng ta có thể kết hợp các cái kỹ thuật khác nhau vào và tạo ra một cái thực hành riêng cho mình. See, Kapalbhati, now we discuss about the benefit of the Kapalbhati. Bây giờ nói về lợi ích của Kapalbhati, của lửa. Kapalbhati when do, because we do only exhale, exhale, exhale. Cái này chuyên kỹ thuật này thì chúng ta chỉ có thở ra, chúng ta phải thở ra. And when do exhale, exhale, because they say only forehead will deadening, like the lightening, the energy come to the here, to the brain. Và khi mình thở như vậy thì mình sẽ có cái cảm nhận như là cái vùng trán của mình nó được làm sạch và nó sáng lên. So headache, cold, and your brain cells will develop, your mind will develop automatic. Tức là do đó toàn bộ cái vùng não của mình, rồi các cái tế bào não nó sẽ được là làm sạch và được kích hoạt, kích lên. And when you practice your abdomen, your stomach go inside. Và khi mình thở như vậy thì cái phần bụng của mình với dạ dày nó sẽ đi vào phía trong, nó gọn lại. And in the stomach, there is Nabhal center, Manipur chakra, right? Đấy là cái Luân Luân Xa Ba sẽ được Yes. tốt hơn. So indirectly we are focusing upon Manipur chakra also. Một cách gián tiếp chúng ta cũng sẽ tập trung vào cái Luân Xa Ba như thế. So Manipur chakra deal with like Manipura. Mani means jewel. Yes. Mani means jewel. The meaning of
jewel. Tien. Money, money. Yes, money means jewel, like gold, diamond, and like that. Money. Jewel. So money, pura means city, like jewel city. Like the naval center is like money, property, wealth, prosperity, it deal. Tức là khi mà cái đấy nó được chữa lành thì tất cả những gì liên quan đến tài sản tiền bạc của chúng ta nó cũng sẽ ổn định hơn. Like here we talk, so this is one center. So the same way, yeah. The center deal with the money, property, wealth, our talent. Yeah, tức là cái vùng La Lách, cái vùng Luang Saba, tất cả những liên quan tới tài sản của chúng ta. Okay, so indirectly our Manipur chakra, the naval center will activate also. Yeah. Manipur. Yes. And then what do we do? Like because we are sitting and we are practicing, the blood not go down, it come up. Okay. Yeah, và khi chúng ta ngồi, chúng ta thở như vậy thì cái máu nó đi lên. Yes. So we no need blood to the down because down the chakra and leg only work and down chakra already active like we hungry, sex, desires, it is already. We need to active our upper chakra, okay, higher chakra here. Tức là bởi vì chúng ta thì thường là chúng ta sẽ chú ý đến nhiều là các cái luân xa thấp liên quan đến các cái nhu cầu ăn uống tính dục và thế, nhưng mà chúng ta phải kích hoạt và hoạt động các cái luân xa cao, tức là từ luân xa 4 đi lên. So Kapalbhati helps to take the energy and the blood flow to the up. Và cái Kapalbhati thì nó giúp cho máu và thứ hai là năng lượng nó đi lên các cái luân xa cao. Yeah, so that's why Kapalbhati in kriya, in cleansing and in pranayama, three place they keep Kapalbhati. Đấy, và do đó nó sẽ giúp cho chúng ta làm sạch và cái dòng chảy năng lượng. Okay, so like if we practice Kapalbhati, so how much we are developing our mind, our body, our energy level develop very high, very quick. Và thầy nói là khi chúng ta thực hành cái kỹ thuật này đều đặn thì là cái tâm trí rồi cơ thể chúng ta mọi thứ nó đều phát triển tốt, được nâng cấp lên. Okay, I think sir we stop here. I stop here. Yeah. Then you can ask. Thank you. I think this message is okay. Okay. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Mọi người có câu hỏi nào không? Question? Yes. Question answer. Em có câu hỏi. Em có câu hỏi về cái kỹ thuật của Nauli á. Thì trong cái kỹ thuật của Nauli thì có những cái lưu ý gì đặc biệt là đối với cả phụ nữ? Thì nó có ảnh hưởng gì cho khi mà mình ảnh hưởng gì đến cái sinh sản của phụ nữ không ạ? Ý là cái này mình sẽ vào các cái buổi sau. One student asked about the Nauli, but I think this you will answer in the next meeting, right? Today we know Kapalbhati. Tức là ngày hôm nay thì thầy sẽ nói về cái một, tức là xong 6 cái mà kỹ thuật làm sạch, thì kỹ thuật đầu tiên là kỹ thuật thở lửa. Còn Nauli thì nó sẽ nói tiếp vào cái buổi sau, và riêng phần Nauli như ban nãy có nói đấy, thì nó sẽ còn liên quan mình phải thực hành các cái bài tập về các cái khóa và một số thứ khác sau đó với tập đến phần Nauli, chứ không phải ngay lập tức. Thì lúc đấy thì thầy sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho mình. Em yên tâm, từ từ nó sẽ đến cái phần đấy. Today we just focus upon the importance of the cleansing. I see that we just talk about the Nauli later in some next later week. Yes. Don't worry. Yeah. Có bạn nào có câu hỏi không? Về cái phần thở lửa. I think so. You can show the practice here and the practice. Yeah. Practice Kapalbhati or which one we show? Yeah, Kapalbhati. Kapalbhati practice.
Master, can I say a few words? Hello? Yes. Yeah, yeah. Mình xin nói thêm một chút về kỹ thuật thở lửa của thầy Rathi. Bởi vì thực ra cái này nó rất hữu ích, các cái lợi ích như thầy nói rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta tập quen nó thì sẽ cực kỳ tốt cho sức khỏe. Thứ hai là đặc biệt là đối với các bạn nữ, thật ra là cả nam đấy kìa. Nếu mà chúng ta muốn một cái bụng thon gọn thì cái phương pháp này là số 1. Bởi vì tôi đã học với thầy từ lâu rồi, thì lúc đầu thì tôi chỉ làm được 10 cái rồi tăng lên 20 cái mỗi lần đấy. Thầy nói là làm 3 lần, sau đó tăng lên 40, 50. Bởi vì lúc đầu á, chúng ta tập chưa quen ấy thì nó như là người bị đánh bụng ấy. Nó rất là đau bụng. Thế thì chúng ta phải tập thở bụng cho nó quen đã. Rồi tập mỗi lần như vậy là 10 cái thôi, xong nghỉ mấy nhịp thở đều. Rồi làm 10 cái, xong làm 3 lần, mỗi lần 10 cái, rồi tăng lên. Mỗi lần 20 cái, 30 cái, 50 cái. Và ví dụ như chúng ta tập quen phải là 6 tháng hoặc cả năm trời thì mới có thể làm được 3 lần, mỗi lần 50 cái hoặc là 100 cái. Mà như vậy thì nếu mà chúng ta tập thì nó kích thích cái khu vực luân xa ba, cho nên là tiêu hóa rất tốt. Hầu như các bạn sẽ không gặp phải vấn đề về tiêu hóa, các cái bệnh về đường ruột, ăn thức ăn đồ lạnh cũng không vấn đề gì cả. Và đặc biệt là chúng ta sẽ giảm cái bụng đi rất là rõ nếu mà chúng ta tập đúng. Thì cái phương pháp thở lửa thực ra nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà nó rất hay. Và chúng ta phải tập kiên trì và chúng ta sẽ cảm nhận được là, tất nhiên là rồi thầy sẽ hướng dẫn chỉ, nhưng mà nhiều người tập thì tôi thấy đợt trước có một số người tập thì nó lại dùng quá nhiều cơ hoành, thì chút nữa thầy sẽ tóm lại chúng ta sẽ phải tập dần dần và đúng. Tức là mỗi lần có thể bắt đầu từ 10 cái thôi, 3 lần 10 cái cho nó lên 20, 30, 50, rồi có thể 6 tháng sau mới được 3 lần, mỗi lần 50 cái. Thì cái đó là kinh nghiệm cá nhân của tôi, thì tôi nói thêm. Bởi vì tôi cũng là dân tập võ, mà tập đủ loại rồi. Từ đến lúc mà trung niên ấy, ngoài 40 ấy, thì tôi tập rất là nhiều, nhưng mà cái bụng nó không được như hồi thanh niên. Nhưng mà chỉ từ khi tập cái bài thở lửa này thì rõ ràng là duy trì được ngon lành và không phải lo lắng gì cả. Tất nhiên để tập được lên 3 lần mỗi lần 100 cái thì nó phải rất là kiên trì. Đấy, bởi vì mỗi lần 100 cái thì có nghĩa là các bạn sẽ phải mất khoảng 2 phút và rất là tĩnh và kiên trì thì mới được. Ok, Master, you can practice. Okay, like we always sit, this practice, we always sit in meditative pose. Okay, any pose, easy pose. How can you sit in comfortable pose? Yeah, thầy nói là hãy ngồi một cái tư thế thoải mái. Giống như cái tư thế thiền thôi, các bạn có thể ngồi. Okay, then you keep your hand any mudra. Tức là có thể bắt một cắn là cũng được. Any. Okay. You see this one, right? Yeah. Yeah. They keep, see, mudra also we take one more class because many, many mudra. So this like this, many, many. So today we learn like this way. Okay. This index finger will touch here. Nga, 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 dịch tiếp cho thầy nhá. Trả lời cái này. Bây giờ các bạn bắt ấn nha. Mudra với hai ngón, với down. Ngón tay okay. You can keep up. Tay cái no problem, để với nhau. Keep down. Okay. Like this. Và để xuống, hướng xuống. Okay. Hướng xuống ạ, hướng xuống. Okay. So then first we practice like a normal and natural breath. Normal, natural breath. Và bây giờ chúng ta sẽ thở bình thường. Natural means not do anything. Like how you breathe. Then we start. Only exhale, exhale, exhale. Và chúng ta bắt đầu là chỉ có thở ra mà thôi. Chỉ có thở ra và thở ra. And don't think about inhale. Và đừng nghĩ về việc thở vào mà chỉ có thở ra mà thôi. It automatic come, okay? Automatic come. Chúng ta sẽ thở ra tự động. Like suppose if I throw this one, like automatic come, same everything automatic come. Your stomach automatic come down. Và hơi thở sẽ tự động đi lên và đi ra. Okay. So today we practice like 20 times exhale.
chúng ta hôm nay sẽ thực hành 3 lần thở ra như vậy. 5 lần. 5. Okay. Yeah. Yeah. So this is my This is my hand. I can keep like this way, like 1, 2, 3, 4. Like one finger is 4, like then 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So first observe me. See when I do, because we have to fix the number. You know, why we have to fix the number? If we not teach our mind, brain properly, so we confuse the practice. That's why you have to teach proper way. Okay. So this is like when I do. So I do like. Finish 20. Okay, then. Mà chúng ta sẽ bấm các đốt ngón tay trong lúc chúng ta thở để cho tránh cái việc mà chúng ta bị quên mất là chúng ta đã thở đến đâu rồi. So then after 20 times you can keep eyes closed. Và sau 3 lần thì chúng ta sẽ nhắm mắt lại. And you concentrate your mind on the forehead. Và chúng ta sẽ tập trung vào cái phần trán ở phía trước trán của chúng ta. A normal, natural breath. Và sẽ để cho hơi thở tự nhiên. Then when after 5 breath, like normal, natural 5 breath, when you feel easy, again we'll start second time. Và sau khi chúng ta thở lửa như thế một lần, khi mà chúng ta kết thúc cái vòng thở lửa như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đến vòng thứ hai. So again same 20 times, okay? Và chúng ta sẽ bắt đầu 20 lần tiếp. Yes. Then relax. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng 20 hơi thở ra và sau đó nghỉ 5 nhịp và sau đó lại tiếp tục vòng thứ hai 20 hơi thở ra. Then same, always your mind you think about the forehead. A natural normal breath. Và chúng ta tập trung vào cái vùng trước trán và để cho hơi thở tự nhiên trong 5 nhịp. Okay. Then again when you feel better, again third round. Và chúng ta lại tiếp tục đến vòng thứ ba. Same. Sau khi hết 20 hơi thở ra thì chúng ta lại tiếp tục tập trung vào vùng giữa trán và để cho hơi thở điều hòa tự nhiên lại trong 5 nhịp. So this practice not do before sleep, you know, because it create heat. Because this practice create heat because it create energy more. Okay. Chúng ta sẽ không thực hành cái bài này trước khi chúng ta đi ngủ bởi vì nó nóng sẽ mang lại rất nhiều năng lượng cho chúng ta. Morning, this practice is very good. Morning time. Chúng ta sẽ thực hành cái bài này vào buổi sáng bởi vì là buổi sáng rất là tốt để thực hành cái bài này. Sẽ mang lại rất nhiều năng lượng cho chúng ta. Afternoon, we have to practice cooling practices like calm down, relax, okay, meditation, so we can sleep very nice way. Not create more energy. Okay. Night time, evening time, we have to practice cool down, calm down the body, not create energy, not create heat in the body. Thầy bảo rằng là vào buổi tối thì chúng ta nên tập nhẹ nhàng thôi và sau đó thì chúng ta sẽ có thể giữ được bình tĩnh và đi vào giấc ngủ luôn. Cái bài tập này thì sẽ thực hành cho buổi sáng. So this practice create heat, more energy and active. So you are better you practice morning time. Bài tập này thì rất là nóng và rất là nhiều năng lượng và rất là full năng lượng cho nên là chúng ta nên tập vào buổi sáng. Okay. I think this is one package. Then you can just increase the like breathing like times like already looks are told like 30 times, 40 times, slowly one week you can go up to 100, 120, okay?
And now we are practice. We will practice. Just finish this one. Only practice 20 times. So you start with. Okay. Yeah, only 1 week. Then we change. Not change immediately. Yeah, yeah. Và sau một tuần thì chúng ta, tức là ban đầu thì chúng ta sẽ tập từ từ thôi. Và sau một tuần thì chúng ta sẽ tăng lên, tăng cái tần suất tập của chúng ta lên. Okay. Sir, anything more? Anh chị có ai muốn hỏi gì về cái bài tập này không ạ? So we can discuss about bandha a little bit. This is okay. Now we can move to the next. Now any question, if they have any question again, okay. Because this is Kapalbhati finish practice. Yeah. And, well, when we breathe and focus on the forehead, we cannot count on the, your hand. No, after practice finish. Yeah. Okay, after practice finish, when you relax. Okay, like suppose when you do like, we focus upon breathing and counting. But after finish like 20 times, 30 times, then we relax like this way, eyes closed and relax. Then we focus mind here, not same time. Clear? Thank you. Thank you, sir. Yeah. So there is a question and she wants to ask, can we, do we need to lock Banda lock in this practice? Later we can combine, like when we practice Agnisar Kriya, then we can lock. Now Kapalbhati, they not say any lock. But you know, when we learn within very small time, we can combine many things. Trong cái bài này thì chúng ta không cần phải khóa cái khóa Banda này. Kapalbhati finish. Okay, this is the practice of Kapalbhati. After Kapalbhati, we can do lock. Okay, but not it come in the cleansing technique. This is practice. Okay, higher practice. Sau cái bài thở Kapalbhati này thì chúng ta có thể khóa cái khóa Banda này lại về cho cái bài tập cao hơn, bài tập nâng cao hơn. See, bandha, the khóa is like a, bandha means lock, khóa, right? Bandha là cái khóa. Yes. Can you ask how many doors in our body? To the members, anybody can know, can tell me? How many doors in our body? Ai biết rằng là trong cơ thể của chúng ta có bao nhiêu cái khóa không? Có bao nhiêu cái nút khóa, nút lock? Not Duksa. Duksa keep silent. I want to listen from other. Okay. I just practiced for 3 lock only. I do practicing 3 lock, three bandha. Three bandha. I am not talk about the bandha. I am talking about the doors. The where the energy go out and come in. So how many doors in our body? Then we can long lock. Yeah. I'm asking about that. Because if before practice lock, we have to know where you have to lock, where energy go out, so we can check, we can stop. Okay, like we talk, we lose energy, we see, we lose energy. Okay, when we talk, we feel tired because we are doing it. So how many doors like this? The way, how many way the energy go out and come in? So we have to lock this. We have to close these doors. So then we can save energy. We can lock the energy. We can keep the energy within us. Đây hỏi rằng là có mọi người có biết rằng là có bao nhiêu cái cửa để mà năng lượng của chúng ta đi ra và đi vào hay không? How many doors? Có bao nhiêu cái cửa để năng lượng chúng ta đi ra và đi vào. Ví dụ như là mắt chúng ta nhìn thì năng lượng của chúng ta có thể bị đi ra từ đấy.
và khi mà chúng ta nói thì năng lượng của chúng ta cũng có thể bị mất đi từ từ cái giọng nói của chúng ta. No, nine doors. Nine doors. Like one is mouth, one, and two, three. Okay. That you double. Four, five, and six, seven. Yeah, double. Yeah. And then urine and the toilet. Yeah. Có chín cái cửa mà năng lượng của chúng ta sẽ bị thoát ra đấy là qua đường hai lỗ tai này, qua hai cái mắt này, hai lỗ mũi, mồm và đường hậu môn và đường sinh dục. Urine toilet. Yes. So that then these doors energy go out and come in, then we do lock these doors. Okay. Và chúng ta sẽ khóa những cái cửa đó lại để giữ năng lượng của chúng ta khi chúng năng lượng đi vào. Then all locks divided in two groups. Và tất cả các cái khóa thì sẽ được chia làm hai nhóm. One is outer lock, one is inner lock. Một nhóm đi ra và một nhóm đi vào. Like suppose if I do like thora and stop. À, khi mà chúng ta thở ra thì khi mà năng lượng đi ra thì chúng ta sẽ giữ lại ở đấy một lúc. So then I stop outside. Okay. Và chúng ta sẽ khóa ở bên ngoài. Dừng ở bên ngoài. Then if I take inside like hit bar and then I stop. Nếu như chúng ta hít vào và sau đó thì chúng ta sẽ giữ lại trong trong bên trong chúng ta. So I do inside lock. Và lúc đó là chúng ta và lúc đó là tôi đang khóa cái nguồn năng lượng của tôi ở phía trong. And what is the benefit of outer lock and inner lock? Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành song song là một cái một đường đi ra và một đường đi vào, tức là một ta sẽ what is the benefit of inner and outer lock, what is the benefit? À, đây là cái lợi ích của cái việc mà năng lượng out and in. Yeah, what is the benefit like what is the benefit, you know, benefit? Đây là lợi ích của cái việc thực hành mà giữ what is the result thực... giữ của cái việc cái lợi ích của cái việc giữ năng lượng đi ra và đi vào. Thế là cái lợi ích của hai cái loại khóa như thầy nói là khóa bên ngoài và khóa bên trong. Thế thôi. See, when we exhale, normally when we exhale, like means this is carbon dioxide go out, the toxin, the waste of the body go out. Like we go toilet, we go urine, so our body purify. The same when breathing go out, carbon dioxide go out, we no need for the body. So our body purify, right? Yeah. Khi mà chúng ta xả hết tất cả những cái nguồn năng lượng ở phía bên trong chúng ta ra thì là tức là chúng ta đang thải hết tất cả những nguồn năng lượng độc hại ra khỏi cơ thể của chúng ta. Như là việc chúng ta thở ra hoặc là chúng ta đi toilet thì tất cả những cái đó đã làm thanh lọc cho cơ thể của chúng ta và giữ cho cơ thể của chúng ta được trở nên tinh sạch. So that's why when you exhale and stop, our body purify more. Và đó là lý do vì sao mà khi mà chúng ta đưa cái nguồn năng lượng độc hại đi ra khỏi cơ thể thì chúng ta giữ lại một lúc thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái cơ thể của chúng ta được thanh lọc. The same way when Kapalbhati we do like we exhale more, so our body purify more. Okay. Và đấy là và cái việc mà chúng ta cái việc mà lợi ích của cái bài thở Kapalati là thở ra liên tục là đó là chính là việc đưa cái chất thải, đưa cái nguồn năng lượng thô trược ra khỏi cơ thể của chúng ta liên tục, một cách liên tục để làm cho cơ thể của chúng ta được thanh lọc. Okay. So and when inside we do like hit bar and then stop, means when inhale we take more oxygen, more energy, more life force, right? Inside. Và khi mà chúng ta hít vào và hít sâu thì chúng ta sẽ đưa được những cái rất nhiều oxy và những cái nguồn năng lượng trong sạch đi vào cơ thể của chúng ta. And when we keep inside it get time to go everywhere. Và khi mà chúng ta giữ cái nguồn năng lượng đấy ở phía bên trong của chúng ta thì sẽ có thời gian để
để cho cái nguồn năng lượng đấy đi khắp nơi trong cơ thể. You know, normally in our daily life, like when we carry something luggage or when we beat somebody or when pool, automatically we take energy inside, like heat power, right? Automatically. So means when we take inside heat power, we get energy to our body. Và vì vậy là khi mà chúng ta hít vào, hít thở sâu và hít thở liên tục như thế thì chúng ta sẽ có được nhiều cái nguồn năng lượng trong sạch hơn đi vào cơ thể của chúng ta. So that's why like how long we take inside so we get more energy and how long we keep outside our body purify. Và đó là cái cách mà năng lượng của chúng ta đi vào và năng lượng của chúng ta đi ra khi mà chúng ta trao đổi cái nguồn năng lượng đi vào và đi ra như vậy. Okay, so then we learn like a throat lock, abdomen lock, base lock, like here chin lock, there's a Jalandhara Bandha, then abdomen lock, Uddiyana Bandha, then Mula Bandha, the lower one base lock, like this. So different locks we have. Và vì thế là chúng ta có rất nhiều cái khóa như là khóa ở họng này, hay khóa ở bụng. Throat lock, chin lock here, then stomach lock, then base lock. Và có cả khóa ở hậu môn nữa. So okay, I think everybody clear about the lock and the cleansing. Và bây giờ mọi người đã hiểu được về cái các cái khóa và các cái phương pháp làm sạch chưa? Could I speed up my breath as fast as I can do? I talk about the breath. Could I speed up? Is that for normal? Kapalbhati. Kapalbhati, right? Yeah. You practice like if you have a heart, good heart, and no high blood pressure, you can practice. Okay. I just told you, your blood pressure should be not high and your heart should be good. So then you can practice like see when I practice, I like to say. Chúng ta nên thở ra 20 nhịp liên tục. Mình muốn hỏi thở nhé. Nếu mình không có bệnh thì về huyết áp và tim mạch thì mình có thể speed up được anh đúng ạ. Nhưng mà mình phải chú ý. Còn thầy vẫn cứ cân bằng bằng cách là thầy đếm. Còn thầy bảo anh speed up đây cũng được. Nhưng mà anh phải trong trường hợp là anh không có bệnh về tim và huyết áp. Because you have to calm down also. Like we have to keep time, it go down. Like not so it not go down. So you have because it go down again. You push up. Thank you. Nếu như mà tăng tốc quá thì anh sẽ cái hơi thở nó không xuống được. Anh tăng tốc thở ra nhanh quá thì anh cái hơi thở vào ấy là cái hơi thở auto mà vì mình chú tâm hoàn toàn vào hơi thở ra nên là cái hơi thở vào nó sẽ không xuống được. Và cái thở lửa này thì nó có tác động để tăng cái huyết áp, tăng cái nhịp của mình lên, nên là mọi người chú ý là ai mà bệnh huyết áp cao thì không nên tăng tốc, mình nên giữ cái nhịp của mình. I see one mistake in Kapalbhati, many they do here chest, like they do, you understand? So this is fully wrong. Okay, this is fully wrong practice. Why? Chúng ta nên thở theo nhịp và không nên thở quá gấp. Nếu mà thở quá gấp thì sẽ là một cách thở sai. We already pressing chest and if you move chest like means we are flowing our energy, our blood to the down. This is wrong. Have to take our blood, our energy from down to up. Okay. So this is the main Kapalbhati. Và thở bằng phổi trên là một cách thở sai. You have to use our abdomen, not chest here. And not move shoulder, no. Only like this way. So just move abdomen like. Và chúng ta cần tập trung vào not phần here. Bụng chứ không phải là phần ngực. Và khi mà chúng ta thở thì chúng ta nên giữ cái vai
để yên và chúng ta không nên nhấp nhô cái vai mà chúng ta nên tập trung vào phần bụng, không tập trung vào phần phổi. Yes, and you have to keep your facial muscles relaxed, smiling face, right? When you practice. Because I see when they practice, they change their facials like this. This, right? Not like, see, when I practice very fast, like. That should be relaxed, same way. This is very important. Okay. Khi mà chúng ta thở đúng và thở vào phần bụng thì cái vẻ mặt của chúng ta rất là thư giãn và thoải mái chứ không phải là quá là tập trung vào cái vẻ mặt nữa. Yes, chest relax, only use abdomen more. Okay. Và chúng ta hãy thư giãn khi mà chúng ta thở như cái bài này. I think we discussed Kapalabhati very nice way and every aspect we touch, the mistakes and everything. Okay. Sorry, there is a question for you. Yes, please. Welcome. Do we need to hold breath when we do the 20 breath? Do we need to hold breath, hold our breath? We are not teaching here log. I just tell about the log. We take a different time the log. No, that time normal breathing. Okay, normal breathing. After 20 times, like, then just relax. Think about the forehead and then normal breathe, natural breathe. Yeah. Breathe. Just relax yourself. When you feel better, then practice second round. Sau khi mà chúng ta thở xong 20 nhịp thì chúng ta chỉ việc thư giãn và chúng ta tập trung vào phần trán, cứ để cho hơi thở tự nhiên mà không cần nín thở. Mình trả lời cho cái câu cái bạn lúc nãy hỏi ấy, thì như là nói hỏi là có cần nín thở không? Thực ra là thầy đã hướng dẫn rồi, thực ra là để bắt đầu một cái lần 20 nhịp thở ra ấy, thì chúng ta hít vào thật sâu xong chúng ta bắt đầu thở ra. Thì chúng ta cứ thở ra liên tục và mỗi cái hơi thở ra thì phải hót bụng lại. Thực ra là chúng ta vẫn lấy hơi vào chứ không phải nín thở. Nhưng mà việc lấy hơi vào nó rất nhẹ và tự nhiên. Ví dụ các bạn hít vào như thế này. Okay. Anything? Thì các bạn sẽ lấy hơi vào một cách rất tự nhiên, nó vẫn vào chứ không phải là nín thở thì chúng ta sẽ không thở được. Đó là như vậy. Nhưng mà trước khi bắt đầu một cái nhịp khoảng 20 lần như vậy á, thì các bạn sẽ thở đều và các bạn sẽ hít sâu vào một hơi, và khi các bạn thở ra lần đầu tiên, sau đó tiếp theo là cứ thở ra và cái hơi exhale vào nó sẽ rất là nhẹ cảm giác, và mình cũng đừng có để ý vào cái việc đó. Và tự cơ thể nó sẽ hít vào rất tự nhiên. Nhưng mà cái mà chúng ta nghe được bằng cái hơi gió là cái hơi thở ra thôi. Đấy, như thầy làm thì nó rất là gió. Tất nhiên là các bạn sẽ có thở vào, chứ không thì các bạn rất là khó thở. Tất nhiên cái phải tập quen thì chúng ta sẽ không có cảm giác khó thở. Chúng ta sẽ lấy hơi vào một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Vẫn có hơi vào, nhưng rất là nhẹ nhàng. Okay, Master. Okay, anything more? Ai muốn hỏi gì nữa không ạ? Có ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Can we practice this? Can we do this practice with asana? Asana Kapalbhati you cannot do because Kapalbhati is a breathing practice. We can practice with breathing. Okay, when you sit, we only can practice. You stand, we cannot practice this one.
ta không thể thực hành bài này cùng với các cái tư thế asana được. Before meditation you can practice this one. Trước khi thiền thì chúng ta chỉ có thể chúng ta có thể thực hành cái bài này. Bài tập thở này. Okay, before meditation, okay. Because see, this comes cleansing, either beginning or pranayama, it is after asana. Like when you finish asana, then you can practice this one. Khi mà bạn thực hành xong các tư thế asana thì bạn có thể thực hành cái bài tập này và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào trạng thái thiền. If you follow hatha yoga, it comes fast. Okay, you have to practice fast so body cleansing. But if you follow raja yoga, then it comes like a fourth step. Hatha yoga is the beginning, first one. Hatha yoga sẽ là cái đầu tiên và sau đó thì đến Kapalabhati, right? Yeah, Kapalabhati is the first, come cleansing, first one. Và Kapalabhati là cái phương pháp làm sạch nhanh nhất. But if you follow meditation, then you can practice before meditation because it comes like after asana, like yama, niyama, asana, pranayama, the fourth step, this one. Then after that dharana, you can go for meditation. Chúng ta sẽ có bốn bước và chúng ta sẽ thực hành cái bài Kapalabhati này before meditation. Và trước khi chúng ta... Okay. After asana, okay. Yeah. Chúng ta sẽ thực hành cái bài này sau những cái tư thế asana đều được, hoặc là trước thiền thực hành bài tập thở này xong và sau đó chúng ta sẽ đi vào thiền, vào trạng thái thiền cũng được. See, Kapalabhati pranayama, cleansing also pranayama. When pranayama means we are dealing with prana energy. Okay, so when our do asana, our body good, so then we can channel, we can flow our energy everywhere. We can send our energy everywhere. Okay, it's good. Okay. Yeah. When we do hatha? When you do hatha, it come fast. Khi mà chúng ta thực hành hatha thì hatha yoga, it comes fast cleansing. Okay. Or you can do after see this practice is like create heat. So you can start morning after wake up, you can practice this one very good. Khi mà bạn thức dậy thì bạn thực hành cái bài tập này thì điều đó rất là tốt cho một cái ngày cho việc khởi động một ngày của bạn. See, don't confuse because Kapalabhati, I told you already, it not come one thing. Like that's why Kapalabhati, they say pranayama, they say kriya, they say clean, like this way. Okay, like Kapalabhati, yes. Pranayama also, kriya also. So when you do pranayama, so you can practice after posture, after asana. Okay. But when you do kriya cleansing, but when you follow like a body, so you can practice also before meditation, this one. Chúng ta đừng nhầm các tư thế của... Cái như vậy, hết chưa? Tức là cái này là một kỹ thuật thanh lọc ha. Và chúng ta có thể dùng trong hatha yoga, chúng ta có thể dùng trong cái việc pranayama, tức là những người mà chỉ tập trung thực hiện các kỹ thuật thở thì vẫn sử dụng được, ở trong kriya yoga cũng sử dụng để thanh lọc, và trong thiền thì cũng như vậy. Nhưng mà chỉ khác nhau, ví dụ thiền thì chúng ta sẽ thực hành cái này trước khi thiền chứ không sau khi thiền đấy, bởi vì bản chất chúng ta là một cái động, chúng ta đứng vào một cái tĩnh đấy. Còn kia mình có thực hiện các asana, mình có thể thở đấy, và nó tức là trong rất nhiều các cái bài, các cái kỹ thuật lớn khác nhau thì nó đều có cái phần thở lửa này đấy, là mình có thể phối hợp. Yes sir, thank you sir. Yes. So okay, anything more? Có ai có muốn hỏi gì nữa không ạ?
các bạn nữ ha, tập thở bài này để đảm bảo là bụng gọn eo thon ngay. Đúng rồi, bài này là bụng thon đó đấy, đơn giản không? Can we do some a little practice? Anh Đức có gửi cái video anh Đức là demo đấy ở trên Facebook đấy, anh Đức kể tập bài mấy năm rồi. Mình hàng ngày. Tháng ngoái xong. Mà hướng dẫn trong cái đợt dịch tháng 4 năm ngoái thì theo hướng dẫn của thầy đấy, với lại mấy cái hướng dẫn chi tiết như thầy nói thì mọi người nếu có thể đọc thì đọc thêm, thì mình quay năm ngoái. Thì mỗi lần làm là 50 cái. Tất nhiên bây giờ thì mình làm nhiều hơn rồi. Mỗi lần 100 cái hoặc là 150 cái. Làm 3 lần. Tức là 300 cái. Nhưng mà chưa tập thì cố gắng được khoảng nửa năm mà được 3 lần mới là 50 cái là tốt lắm rồi. Là bụng thon rồi. Ăn uống không phải lo gì hết. Ăn đồ linh tinh cũng không bao giờ bị đau bụng hết đó. Do we have side effect when we do this practice? Kapalbhati can do morning better, not before sleep. Kapalbhati này là nó tạo ra nhiệt năng lượng rất là nhiều, cho nên là làm nóng người á. Cho nên là thường là nếu chúng ta tập buổi sáng hoặc là sau khi mà chúng ta tập các động tác của yoga, của hatha yoga thì tốt hơn. Hoặc là kể cả khi các bạn hơi bị cúm chẳng hạn, mà các bạn là tập cái bài thở lửa này 10-20 hơi thôi thì nó cũng thể nó sẽ hết. Hoặc là đang bị hơi sổ mũi một tí, nhưng mà nếu mà chúng ta tập quen đó thì chúng ta làm 20-30 cái là có khi nó cũng hết. Cái đấy rất quan trọng, nhưng mà trước khi đi ngủ mình tập cái này thì nó hơi tăng động một chút, bởi vì nó làm nóng người. Thì thường như thầy nói thì sau khi tập các động tác của yoga, các động tác asana hoặc là trước khi chúng ta thiền thì chúng ta tập cái này thì tốt. Và tốt nhất là vào buổi sáng. Chứ còn không nên tập trước khi đi ngủ vào buổi tối. Thì nó sẽ làm chúng ta khó ngủ, bởi vì nó năng lượng nó vận động nhiều và nó tạo ra cái sức tạo nhiệt, sức nóng nhiều. Thì có thể các bạn tập bình thường cũng được khoảng 50 lần, 50 cái hơi đó một lần là các bạn đã ra mồ hôi rồi, chứ không cần phải vận động gì cả. Riêng cái thở này thì là tập lúc là mồ hôi túa ra ngay, nếu mà tập chưa quen. Ok, còn ai có câu hỏi nữa không? Ok, Mr. Rathi. Yeah. No, we can slowly. I think this much okay. Neither we can. No, somebody asked me can we combine like hold? Yeah, we can do that after this Kapalbhati. Like if you do after that, you can do lock. But I don't want to mix everything. So neither you can do lock also. Like we go step by step. Everything we make mix. So we forgot. So we not focus upon only one thing. We cannot know anything. So when you practice very few time, we can combine, we can together many practices. Okay. So I think slowly I teach after do Kapalbhati, then we can do lock, then we can stop outside, then we can lock. Okay. Then how many times you will lock, hold, then you it confuse, then you disturb your mind. We will discuss how much time you have to lock and slowly train your body. One day if you teach everything, so you try to do and then you cannot sleep, it disturb your sleep. Like Kapalbhati, see two things, morning practice of yoga or anything, better morning practice hatha yoga. Because morning time, we need energy to our body. Because our body, when we sleep, it dull, go down. So we have to keep warm up, create energy, okay, in the morning. So whole day we use that energy. Evening time, we have to relax. We have to sleep, relax.
our body. So better do breathing meditation so we can sleep in a nice way, go deep. So in the whole night, we can recover energy more. Then we can live like daytime, you use that energy. Then nighttime, evening time, calm down, cool down the mind, body, and then our heart, lungs will relax and take more energy. Then morning we feel better. Then again, we start warm up like that way. So that's why Kapalbhati, morning is better, good. Not the evening time before sleep, okay? Tức là thầy có giải thích rằng là bởi vì là buổi sáng thì chúng ta cần rất là nhiều năng lượng. Nên là cái bài tập thở Kapalati này là sẽ mang rất là nhiều năng lượng vào trong người cho chúng ta, bởi vì là bài tập thở này là sẽ làm nóng người của chúng ta, nóng cơ thể của chúng ta lên và sẽ có rất nhiều năng lượng được đi vào. Nhưng mà vào buổi tối thì chúng ta cần phải được thư giãn, thoải mái và để chìm vào giấc ngủ, nên là chúng ta không thực hiện cái bài tập này trước khi đi ngủ ạ. Okay. Thank you. I think less people to practice some time and then maybe they can come back with a few questions later on. Yes, if some doubts or how to do better or what things we have to do, you can give suggestion. Yeah. Then we'll do correct that things and then we'll try to do and question answer also can collect before or something according to that we can prepare more. Mấy lần có một điểm nữa mình trao đổi thêm mọi người là ngoài cái việc mà nó có tức là làm nóng cơ thể và rất nhiều tác dụng như thầy nói thì mình thấy là cái bài thở lửa này nó rất tốt cho cái Manasabha tức là về tiêu hóa ấy. Mà thực ra thì các cái bệnh tiêu hóa nó chiếm có lẽ chắc khoảng 90% cái bệnh tật của con người rồi, cho nên là những ai mà tập được cái này đều thì đa phần là không bị những cái bệnh về tiêu hóa, ăn uống không có vấn đề gì cả. Và cơ thể nó ấm và không có những cái bệnh lặt vặt. Và tất nhiên là nó không có tác dụng phụ gì cả. Trường hợp các bạn bị bệnh về hô hấp, khó thở thì chúng ta phải tập từ từ, tập dần dần. Thì phải tập thở bụng trước, rồi tập thở nhịp nó đều dần dần rồi chúng ta mới vào. Từ 10 đến 2, lên 20 rồi 30 mỗi lần. Chứ chúng ta đừng có tham tập quá mà nó đứt hơi chẳng hạn thì nó rất là mệt. Bởi vì mới lúc đầu tập thì tôi rất mệt. Mệt là về hơi thở chưa quen là một. Thứ hai là cái bụng nó cảm giác như bị đánh ấy. Bởi vì cái phần bụng của chúng ta là một cái bộ phận của cơ thể mà hầu như nó không vận động. Bình thường không vận động, nếu mà trừ các bạn tập gym hay là vận động thể thao, đá bóng hay là điền kinh, khu vực đó thôi, bình thường là cái khu vực đó không hề được vận động. Và bây giờ với cái cường độ như vậy thì nó vận động rất là nhanh và nó liên tục như vậy là nó rất đau. Mà tôi quan sát thì rất nhiều người là không vượt qua được khoảng 1 đến 2 tuần đó, bởi vì cái bụng nó như kiểu bị người khác người ta đánh ấy. Tương tự như vậy, rất là đau chứ không phải nói đơn giản đâu. Cho nên các bạn sẽ bắt đầu với việc là mỗi lần 10 cái nhịp thở ra như thế và làm 3 lần. Rồi đến tuần thứ 2 mới tăng lên 20 lần, rồi đến tuần thứ 3 mới tăng lên 40 lần hoặc là đến 50 lần thì có lẽ theo kinh nghiệm của tôi phải 6 tháng thì mới nhuần nhuyễn được. Nên nó khoảng 3 lần 50 lần chứ không phải đơn giản đâu. Nói thì đơn giản như vậy thôi, nhưng mà một cái challenge tức là bụng nó rất đau. Như là mấy cô mà sinh xong rồi đi đánh bụng ở ngoài mấy cái spa chả khác gì cả. Đấy. Nếu tập đúng. Và tại sao nó có tác dụng là bởi vì I would like to ask you the questions. Yes. Yeah. When you say when I hear what you say, I understand I can practice the exercise in the morning and in the evening. Is it right? Yeah, evening you can practice, but not before sleep, not night time. Yes. Not before sleeping. Yes, not before sleep. Okay, I see. Thank you. Không nên tập trước giờ đi ngủ. Tức là thầy nói là cái này trước khi đi ngủ thì chúng ta không nên tập. Bởi vì chúng ta có thể hiểu đơn giản là nó làm chúng ta tăng động quá, nên là nó quá nhiều năng lượng và khiến chúng ta sẽ khó ngủ, đơn giản vậy thôi. See,
what we practice like before sleep is very important, because what we do, what we practice, we teach to our brain, our body and the mind. Yeah. Before sleep, we have to teach our body to calm down, cool down, relax, peace. Yeah. So then when you sleep, our sleep is very nice. If you practice fast, practice like, so in night time also you're breathing very fast. Yeah. We don't need breathing very fast. If they slow down, you can fall asleep. Yeah. Yes, because slow down, calm down, heartbeat, pulse rate. So you can recover energy. You can take more energy. So yeah. If not focus on your breath. Yeah, because breathing and mind is very related. You know, when you angry and when you fast breathing, you angry too much, like. Yeah. Like I see. You understand? So breathing fast means you get more energy. You angry. You tension. So. Kapalbhati create more energy. So night time we don't need more energy. We have to relax. Like we have to normal breathe, relax, and then think about fully, and then like that we relax. Not heat practices, fast practices. So this fast practices, this is for cleansing. This is for awake energy, create energy, not cool down the energy. Okay. Clear? Yeah, I think I understand what you say. Yeah, thank you.